Đấy, chú muốn thanh lý bốn cái quạt thông gió ở trang trại này các bạn này. Chú mấy năm nay thì chú không dùng, chú bỏ trại mấy năm nay rồi không dùng đến, không có cái gì quá ngoài bốn cái quạt thông gió kìa. Các bạn nào có nhu cầu, các bạn ai có các bác hay các anh nào mà mở trang trại đấy, đang có dự định mở trang trại mà cần sắm những cái quạt kia kìa, nói thì đến đây liên hệ với chú để đến đi mua lại mấy cái quạt đi về tận dụng lại nhá. Đi để mình nhờ vào mình nhờ hỏi chú xong rồi mình quay trực tiếp cho bạn xem bốn cái quạt kia nhá. Mấy cái quạt này là vẫn chạy nhưng mà giờ còn điện còn dùng không chú? Nó vẫn đang sử dụng nhỉ, Nhưng mà điện này giờ còn vào đấy điện à? nó Thôi vẫn rồi, vào thôi, báo cắt đường ba pha thôi, à cắt ba pha rồi nó đúng cắt không? đường ba pha, kể ra đường điện này mà nó Chú thích nghỉ gì mấy năm nay được đúng không? đã bố Ui gì quạt này đẹp như toàn cánh inox à? toàn cái gì đó, Có phải cánh inox không? cái gì đó Sáng nhỉ? Đúng rồi, xem là motor này, motor này cũng đèn đâu này. motor là của nó vẫn còn chạy ngon, nhưng nó quá là nó han rồi, không quan trọng, han cái vỏ. Đây mấy cái trại này của chú là chú nghỉ bao nhiêu năm nay rồi? Chú nghỉ đến bây giờ nó khoảng độ là chục năm rồi. Chục À, 8 9 năm. 8 9 năm đấy. Chú làm 2 năm chạy chú bỏ. Vâng. Đây toàn mua motor ba pha đúng Mua chú pha đấy. không? Lên xem nào. Công ty chế tạo máy điện Việt Nam Hungary. Hungary à? Ba pha, điện này điện ba pha, motor này là 0,37 kW này. 0,5 HP. 0,5 HP đây. 0,37 kW. Hungary. Mình không dành về cái món điện này lắm. Thế là bây giờ mà chú mà bán cái mấy cái này thì tính như nào? À đây có cái quạt nhỏ nhỏ đấy nhỉ? Quạt nhỏ nhỏ này à, quạt nhỏ nhỏ điện một pha này, ổ phích cắm này, ổ một pha này. Quạt nhỏ nhỏ này ngon này này. Ui trơn nừ đấy Trời ơi. ơi, tôi bỏ Trơn này. nừ không nhỉ? Tôi bỏ này không độ 6 7 năm này Quạt đéo. này vào nắp cái cánh quạt điều hòa vào thì quay thì thôi rồi. Trơn nừ luôn. Dí mẹ chán. Không biết bao nhiêu pha. Thì chán thôi chứ đừng dí vào, cứ dí vào. Thôi được rồi. Thì đây có chú có sẽ đầu có bốn cái quạt điện ba pha này. Ở trang trại này, anh em nào mà có mở trang trại hay là có nhu cầu thì đến rõ đi bốn cái quạt này về đây, giá cả thì chắc là phải làm việc với chú rồi nhá, chú cũng không chuyên mua bán chưa biết giá cả như nào, thì làm sao cứ cân đối cho nó hợp lý mà mua thôi hả. Thì chú có dùng số điện thoại không? Có hả? Gọi có nghe không? Đây, chú đi vào đấy, chú đi vào đấy. Chú hay là thế này nhá, bây giờ chú đi ra kia, chú đọc số điện thoại cho chú, đọc của số của chú nhá. Số của chú là bao nhiêu? 035 035 971 971 7138. 7138. Rồi. Người vẫn còn máy tao xong Thì mấy chủ luôn đồ đó. đồ để khán giả ấy thôi, anh em mà có nhu cầu mà mua một quạt thông gió để làm trại gà thì liên hệ với chú. Làm giá trực tiếp với chú nhá. Còn mình thì đến đây định mua của chú cái máy phát điện nhưng mà chú bán mất rồi. Mình quay cho các bạn xem mấy cái quạt này thôi. Đấy, đây này. Rất là đẹp. Quạt đẹp nhỉ. Anh đâu nó đấy là hết hệ thống mà từ ra được Thế là ấy thì thế là mua là ví dụ như là mua là chú có rõ được không? còn thì chúng ta làm chúng nó Chú mua thì cũng nó rõ. chứ Chú có nghĩa là anh em nào mà mua đấy là tự tự rõ gì? Tự rõ ra. tự làm đấy. Giá cả thì chưa biết thế nào. Giá cả thì nói chung là nó cũng rẻ thôi, chứ bây giờ mình không dùng nữa thì nó rẻ, chứ còn mà Vâng. quạt của nó vẫn đang chạy đấy. Cô Quạt ca là làm những cái đang chạy bình thường đúng không? cô ca những cái vỏ lâu Đúng ngày rồi. không làm này thì vẫn Vâng, đang để này, nói chung là vẫn trơn, nói chung là đây. chú nói là sao chứ Xem ý là đấy. à ừ. Nói chung là kẹt dây thôi, kẹt dây bị dính dây thôi. Bị dính Nó dây ngon lắm nhưng mà không. của doa thôi. Thế trơn mà xem là kiểm tra hết lượt xem. Thế này là còn trơn này. Đây thì cái vỏ này nó còn nguyên cả cái lớp ấy dính.
Thế nào quạt này là chú bán là anh em đến tự tự Đúng tự tháo nhá, tự rồi, phá mang về nhá. tự tháo tự phá. Chứ chú không có Chú thời tự gian, không có tự thời phá gian đâu. làm. À này, xem là đấy trại này còn có những cái thiết bị gì nữa nhỉ? Tất Chả cả có đường cái gì ống vậy. này, đây này. Đây đường ống nhựa nhưng lâu năm nữa không dùng được nữa rồi. Chú ạ. Máng Những cái máng cho ăn đấy hả chú? cho ăn mà máng À còn về mềm lắm, còn mềm lắm, nhựa còn rất là mềm. gì ăn Đây là máng uống nước phải không chú? máng nước máng ăn Máng uống nước à? ngon lắm Ôi thế này hay quá nhỉ? Thế này hay mà lắm ai mà đang bắt đầu mở trang trại đấy thì đến đấy đi, được đấy thì đến đi mua những cái này của chú về tất cả vẫn máng tận đủ máng đủ ngon hết vẫn tận tận dụng máng lại ngon được lắm mà giá thì nó lại quá bèo luôn. dạ còn ngon ta đã bảo tao không làm tao chỉ làm 3 năm nữa dạ làm thua lỗ Ui, tao mất mẹ ăn 3 năm thua lỗ. thua lỗ tao làm bỏ sức Đây từ ngày đến giờ tao đấy ống này ống hình vuông, còn đây cái máng cho ăn đây, mình không quan tâm đến cái chuyện này lắm nhưng mà đấy đây là máng máng cho ăn này. Đây là máng này toàn máng nước thôi, còn cho những cái đồ cho ăn còn không chú, những cái đồ toàn treo nguyên vẹn đẹp như xuân đi những cái đồ treo này này đồ treo đẹp như xuân đi thế cơ. Đâu 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 ở đâu à, ta vất trong bà cô trong à? chỗ Vất đó vất ở nhà khác này. ta bảo ta giữ đấy mà Vâng thế thôi nha các bạn, có khi là mình chỉ quay như thế thôi, chỉ có mấy cái quạt đó thì anh em nào hay các bạn nào cần thì liên hệ với chú nhá, và số điện thoại đấy của số của chú đấy. không ở đây đâu không Rộng. đúng không chưa Ở đây hãng còn mé dây điện ba pha hay là dây điện gì? dây điện tháo ấy ở dây Đây là dây mạng. dây mạng nó Chứ không phải điện ba tháo pha đâu. ấy dây điện ba pha tôi chỉ cho anh này chứ cậu nó tôi đấy nhẹ năm nó có độ ba cái đường dây ba pha Ở đây đây chú ơi. Đây thì đầy những cái máng còn ấy, đây là máng nhỏ phải chú? đây là máng nhỏ máng to cơ Máng to nào chú vứt ở chỗ khác hả? máng to vẫn trong nhà ông anh vừa rồi À thế à? Ô đây thì xem nào. ủa gì à? Ôi còn mới thế, ui kinh, cái nhựa này vất bao nhiêu năm mà nó vẫn còn đẹp này chú. đấy là của 6 7 năm nay tao làm 6 7 năm nay không nào nữa, còn vẫn còn mềm thế này cơ. Nó như kiểu là này. Bạn này. Đây này, nó đấy nó là thực tế nha, đây thì nó mà nó giòn ra rồi, nó mà kém rồi làm luôn thì bóp này vỡ ngay. Cái này còn dùng chán, như còn dùng mấy năm nữa. dùng chán Đấy các bạn nhé, các bạn cần mua những cái các bạn nào mà có chăn nuôi trang trại đấy thì mà đang có ý định mở trang trại thì liên hệ với chú để đến thử lại cái đồ của chú này, nó vừa được giảm được cái chi phí khi mở trang trại bước đầu ra, chú nó lãng phí mất bao nhiêu toàn đồ đẹp này. Thôi chào các bạn nhá. Thế thôi, quay thế thôi, hết rồi, không có cái gì nữa.